Sáng nay, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao các phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy cho Công an các xã, phường, thị trấn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh tham dự. Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ Công an đã trang bị 37 xe ô tô tải cho Công an các xã, thị trấn, 2 xe mô tô cho Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và dân minh đô thị, 9 cano từ 50 HP đến 150 HP cho lực lượng cảnh sát giao thông. Công an tỉnh cũng trang bị thêm 8 xe mô tô cho các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, phục vụ công tác phòng chống tội phạm, hỗ trợ nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong thời gian tới. Việc trang bị phương tiện cho lực lượng công an, nhất là công an xã, nhằm từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định việc tiếp nhận và bàn giao số phương tiện đường thủy và đường bộ cho lực lượng công an, nhất là công an cấp xã trong thời điểm này là hết sức cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cũng đề nghị cấp ủy và chính quyền địa phương, các đồng chí cũng quan tâm thời gian tới đây đấy, để giúp cho là các phương tiện này hoạt động một cách có hiệu quả. Thì các đồng chí cũng hỗ trợ cái nhiên liệu để làm sao hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn là thực hiện được cái nhiệm vụ mà Bộ Công an cũng như là tỉnh giao cho các đơn vị này. Tôi cũng đề nghị là lãnh đạo công an các đơn vị, các địa phương, khi mà các đồng chí nhận các phương tiện thì các đồng chí quan tâm quản lý việc sử dụng phương tiện của các đơn vị cấp dưới, đảm bảo làm thế nào có hiệu quả, đúng quy định. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý sử dụng xe ô tô, mô tô trong Công an Nhân dân, phân công cán bộ quản lý sử dụng hiệu quả phương tiện, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng phương tiện nhằm kéo dài thời gian sử dụng, bảo đảm phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.